Xin tân ngã kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ bắt đầu phần tin Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa thắng thế đa số hạ viện mở đường cho chính phủ chia rẽ. Đảng Cộng Hòa được dự đoán thắng thế đa số tại hạ viện hôm thứ Tư, mở đường cho 2 năm chính phủ chia rẽ khi đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden kiểm soát Thượng viện. Chiến thắng này cho phía Cộng Hòa quyền kiềm hãm nghị trình của ông Biden, cũng như mở các cuộc điều tra có thể gây tổn hại về mặt chính trị với chính quyền và gia đình của ông, mặc dù chưa đạt được làn sóng đỏ mà đảng mong chờ. Dự đoán mới nhất được đưa ra sau hơn một tuần kiểm đếm phiếu bầu, khi Edison Research dự đoán đảng Cộng Hòa thắng 218 ghế cần thiết để kiểm soát hạ viện. Chiến thắng của phía Cộng Hòa khu bầu cử số 27 California đưa đảng Cộng Hòa qua ngưỡng đó. Lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại hạ viện hiện nay ông Kevin McCarthy có con đường khó khăn phía trước khi ông cần phía Cộng Hòa đoàn kết trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng như ngân sách cho chính phủ và quân đội tại thời điểm khi cựu Tổng thống Trump công bố sẽ tranh cử tòa Bạch Ốc. Thất bại làm mất đi một số quyền lực của ông Biden ở Washington. Nhưng hôm thứ Tư ông chúc mừng ông McCarthy và cam kết sẽ cố gắng để mang lại kết quả tốt nhất. Phía Dân Chủ vẫn được ủng hộ và cử tri phản đối một loạt các ứng cử viên cực hữu của đảng Cộng Hòa, phần lớn là các đồng minh của ông Trump như Mehmet Oz và Doug Mastriano trong cuộc chạy đua thượng viện và thống đốc của Pennsylvania và Blake Masters trong cuộc tranh cử thượng viện ở Arizona. Để trả đũa hai cố gắng luận tội ông Trump về phía Dân Chủ, phía Cộng Hòa chuẩn bị điều tra giới chức chính quyền Biden và những giao dịch kinh doanh trước đây của con trai Hunter của ông Biden với Trung Cộng và các nước khác, hoặc thậm chí điều tra cả ông Biden. Hạ viện sẽ tập trung vào Trung Cộng và giám sát viện trợ cho Ukraine. Đảng Cộng Hòa sẽ dùng thế đa số mới của họ tại Hạ viện để tăng cường tập trung của Washington vào Trung Cộng, theo dõi sát hơn viện trợ cho Ukraine, nhưng họ khẳng định không có kế hoạch chấm dứt hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến với Nga. Dân biểu Michael McCaul thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ưu tiên cho biết hàng đầu là của ông sẽ là cạnh tranh với Trung Cộng như xuất cảng công nghệ cao. Ông nói là Trung Cộng hiện nay là đối thủ cạnh tranh số 1 của Hoa Kỳ và cũng là đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia. Là đảng nắm giữ thế đa số thì phía Cộng Hòa sẽ quyết định dự luật nào được xem xét tại Hạ viện có vai trò lớn hơn khi hoạch định chính sách chi tiêu và soạn thảo dự luật. Nhưng ảnh hưởng của họ với chính sách đối ngoại sẽ hạn chế, và để trở thành luật, bất kỳ dự luật nào cũng phải được Thượng viện thông qua và phải được Tổng thống Joe Biden ký. Đảng Cộng Hòa có thể mở các cuộc điều tra và bắt buộc khai lời chứng từ giới chức chính quyền vì họ sẽ kiểm soát các ủy ban Hạ viện. Chuyên gia Scott Anderson của Viện Brookings cho hay là tác động thực tế sẽ là đối với nghị trình và giám sát. Các dân biểu Cộng Hòa dự tính tập trung vào củng cố chuỗi cung ứng để hỗ trợ sản xuất những thành phần thiết yếu như bán dẫn tại Hoa Kỳ, cũng như tập trung vào kiểm soát xuất cảng để đảm bảo công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ không lọt vào tay quân đội Trung Cộng. Phía Cộng Hòa sẽ giám sát chặt chẽ hơn về viện trợ dành cho Ukraine, nhưng sẽ không chấm dứt viện trợ. Dự luật bảo vệ hôn nhân đồng tính vượt qua rào cản ban đầu tại Thượng viện. Thượng viện hôm thứ Tư bỏ phiếu thúc đẩy một dự luật bảo vệ sự công nhận liên bang về hôn nhân đồng tính, bắt nguồn từ lo ngại tối cao pháp viện bảo thủ hơn có thể hủy bỏ một quyết định năm 2015, trong đó cho phép hôn nhân đồng tính trên toàn quốc. Dự luật nhận được 60 phiếu cần thiết để tranh luận trước khi bỏ phiếu cuối cùng để thông qua. Dự luật được xem là chốt chặn pháp lý với bất kỳ hành động trong tương lai nào của tối cao pháp viện, bằng cách quy định chính quyền liên bang phải công nhận bất kỳ cuộc hôn nhân hợp pháp nào ở tiểu bang nó diễn ra. Dự luật sẽ không chặn các tiểu bang cấm hôn nhân đồng tính hoặc khác chủng tộc nếu tối cao pháp viện cho phép tiểu bang thực hiện. Toàn bộ 50 nghị sĩ Dân Chủ và 12 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thúc đẩy dự luật ở Thượng viện, 100 thành viên. Hạ viện thông qua một dự luật tương tự hồi tháng 7 với sự ủng hộ của 47 dân biểu Cộng Hòa và toàn bộ dân biểu Dân Chủ. Dự luật sẽ trải qua nhiều vòng thủ tục ở Thượng viện trước khi trở lại Hạ viện để thông qua lần cuối và sau đó gửi lên Tổng thống ký. Khi tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết bảo vệ quyền phá thai hồi tháng 6, thẩm phán Clarence Thomas gây lo ngại khi nói rằng tòa sẽ xem xét hủy bỏ các tiền lệ khác bảo vệ quyền tự do cá nhân như phán quyết hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính năm 2015.
Hoa Kỳ hiện có khoảng 568.000 cặp đồng tính đã kết hôn. Dân biểu Karen Bass thắng cuộc chạy đua thị trường Los Angeles. Dân biểu Karen Bass hôm thứ Tư được dự báo sẽ đánh bại đối thủ Rick Caruso trong cuộc chạy đua thị trường Los Angeles, trở thành người phụ nữ đầu tiên mà lãnh đạo thành phố lớn thứ nhì của Hoa Kỳ. Edison Research cho biết là với 76% số phiếu đã kiểm đếm thì bà Bass, 69 tuổi, đang dẫn trước nhà phát triển bất động sản Caruso với 53.1% số phiếu so với 46.9% của đối thủ. Ông Caruso trước đây theo phía Cộng Hòa và cuộc chạy đua này sát sao đến nỗi phải một tuần sau ngày bầu cử thì bà Karen Bass mới có thể được xem là người chiến thắng. Bà trở thành thị trưởng da đen thứ nhì của thành phố và nhậm chức giữa sự phẫn nộ vì các bình luận kỳ thị chủng tộc và không phù hợp của các ủy viên hội đồng thành phố trong đoạn ghi âm một cuộc họp hồi tháng 10 năm ngoái vừa bị rò rỉ tháng trước. Hai trong ba ủy viên hội đồng thành phố trong đoạn ghi âm này tuyên bố không từ chức, bất chấp nhiều người kêu gọi là họ từ chức. Bà Bass được khối dân chủ của thành phố hậu thuẫn và được các nghiệp đoàn ủng hộ. Bà sẽ kế nhiệm thị trưởng Eric Garcetti. Ông Eric Garcetti thì được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ, nhưng hơn một năm sau đó thì đề cử bị gác lại tại Quốc hội. Thị trưởng da đen đầu tiên của Los Angeles là ông Tom Bradley, giữ chức vụ hai thập niên từ năm 1973 đến 1993. Ông Matt Mahan thắng cuộc chạy đua thị trưởng ở San Jose. Ủy viên Hội đồng thành phố San Jose Matt Mahan sẽ trở thành thị trưởng kế tiếp của San Jose sau khi giám sát viên quận hạt Santa Clara Cindy Chavez thừa nhận là thua cuộc bầu cử. Ông Mahan dẫn trước bà Chavez với 51.3% số phiếu so với 47.7% của đối thủ. Theo dữ liệu bầu cử, quận hạt tổng cộng có 240.521 phiếu bầu trong cuộc bầu cử thị trưởng. Hôm thứ Tư, bà Chavez gọi điện thoại chúc mừng ông Mahan đắc cử. Bà Chavez cho biết bà gọi điện thoại cho Mahan để chúc ông may mắn trong nhiệm kỳ 2 năm làm thị trưởng. San Jose đối diện nhiều thách thức trong những tháng và năm tới, đòi hỏi tất cả mọi người hợp tác với hội đồng thành phố để tìm ra giải pháp có ý nghĩa và công bằng. Ông Mahan là người khá mới trên chính trường, mới được bầu vào hội đồng thành phố San Jose năm 2020. Bà Chavez và ông Mahan đều thuộc phía dân chủ và tập trung vào các vấn đề tương tự nhau như vô gia cư và nhà ở, xem đây là những ưu tiên cần giải quyết ở San Jose. Ông Mahan sẽ thay thế ông Sam Ricardo. Thị trưởng Ricardo ủng hộ Mahan trong cuộc chạy đua với bà Chavez. Ông Mahan cho biết ông sẽ xây dựng lại niềm tin vào khu vực công sau khi niềm tin bị xói mòn ở tất cả các cấp chính quyền. Chính quyền thành phố sẽ minh bạch hơn để dân chúng thấy các chính sách và chương trình thành phố đang thực hiện thực sự là để giải quyết những vấn đề như vô gia cư và tội phạm. Kẻ tấn công cuộc diễn hành tại Wisconsin lãnh án tù chung thân không ân xá. Một người tại Wisconsin bị kết tội giết chết 6 người và làm hàng chục người khác bị thương khi anh ta lao xe vào một cuộc diễn hành Giáng sinh gần Milwaukee năm ngoái. Bị kết án tù chung thân không được ân xá. Thẩm phán Jennifer Darrow của tòa án quận hạt Waukesha tuyên án 6 án tù chung thân cho Darrow Brooks, 40 tuổi, là người bị xác định phạm 76 tội hình sự mà trong đó 6 tội cố ý giết người. Thẩm phán đã bổ sung một cách tượng trưng ít nhất là thêm 1.067 năm vào án tù chung thân để nhấn mạnh đến tính nghiêm trọng của tội phạm mà bà nói rằng Brooks không thể hiện sự ăn năn hay hối hận. Anh ta đã cố ý lái chiếc xe SUV lao vào rào chắn cảnh sát hồi tháng 11 năm ngoái và lao vào đám đông đang tham gia cuộc diễn hành hàng năm tại Waukesha mà cách trung tâm Milwaukee khoảng 25 km. Brooks tự bào chữa và phát biểu 2 giờ đồng hồ trước bản án. Anh ta nhắc đến các nạn nhân trong khi chủ yếu nói về việc anh ta cần chữa trị tâm thần. Thẩm phán trước đó cho biết là 4 lần giám định tâm lý và tâm thần đã xác định anh này đủ năng lực để ra tòa xét xử. Phiên tòa kết án bắt đầu hôm thứ Ba khi hàng chục thân nhân của những người thiệt mạng và bị thương cùng với các nạn nhân thoát chết nói về người thân của họ và đối diện với Brooks. Nhiều người nói về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương mỗi lần nghe thấy tiếng còi hụ hoặc xe lết bánh. Và đó đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau và phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.